Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Marketing. Mình là Lê Xuân Vinh, hiện tại mình là founder của Vinh Marketing. Mình có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống marketing online cho các doanh nghiệp. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách để chúng ta đọc các cái thông số, các cái số liệu trong quá trình chúng ta tối ưu cái kênh YouTube, chúng ta tối ưu cái video YouTube của chúng ta. Ok, trước khi đến với nội dung chính của ngày hôm nay, quý chị và bạn nhớ bấm vào like, subscribe, bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất khi mà mình phát sóng. Cảm ơn quý chị và bạn rất là nhiều. Rồi, để mà chúng ta đọc các số liệu á, thì việc đầu tiên các bạn phải truy cập vào cái studio.youtube.com trên cái kênh của chúng ta ha. Và đây là cái giao diện của studio.youtube.com. Khi mà vào trong cái giao diện này á, thì các bạn sẽ click vào cái tab là số liệu phân tích. Thì đây là cái giao diện của cái số liệu phân tích các bạn ha. Rồi, trong quá trình trong những cái video trước á, thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta upload một video lên, cách là để tối ưu nó, và chúng ta sẽ cài đặt các cái công cụ như là VidIQ hoặc là ThubbuddyTV. Tuy nhiên, những cái công cụ đó để chúng ta đo lường, chúng ta biết được là chúng ta đã làm ok hay chưa. Sau một khoảng thời gian ít nhất là 48 giờ thì các cái video của chúng ta nó sẽ bắt đầu có số liệu, và cái studio.youtube.com này nó sẽ đo lường các cái thông số ha. Và chúng ta dựa vào cái thông số này, chúng ta sẽ biết được đó là hiện tại là cái kênh của chúng ta hay là cái video của chúng ta nó hoạt động có hiệu quả hay không. Thì bây giờ mình sẽ đi phân tích trên cái kênh của Vinh Marketing cho các bạn xem luôn ha. Thì đây là cái số liệu phân tích về kênh này, các bạn thấy chưa? Ở đây nó có các cái tab, ví dụ là tab tổng quan, phạm vi tiếp cận, rồi mức độ tương tác, rồi đối tượng người xem. Nó có bốn bốn tab chính như vậy ha. Rồi về cái tổng quan á, thì đầu tiên thì chúng ta phải đi phân tích trong một cái khoảng thời gian. Ở đây là cái khoảng thời gian là 28 ngày. Chúng ta có thể là chọn cho mình nó là 3 tháng, hoặc là 90 ngày, hoặc là 365 ngày, hoặc là toàn thời gian, hay là trong những cái năm ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ phân tích 28 ngày vậy ha. Ở cái tab tổng quan các bạn thấy nè, kênh của bạn có 11.171 lượt xem trong 28 ngày. Và ở đây nó có các cái thông số, các cái dấu xanh nè. Khi mà chúng ta rê chuột vào á, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hiển thị các cái con số lên như chúng ta ha. Ví dụ như ở đây nó thông báo là hiệu suất hoạt động nè cao hơn 6,2 nghìn so với bình thường, có nghĩa là hiện tại bây giờ cái lượt xem nó tăng hơn so với bình thường các bạn ha. Rồi cái thời gian xem cũng vậy luôn, và cái số người đăng ký cũng vậy luôn, nó tăng hơn so với bình thường. Và các bạn thấy đây đây là cái sơ đồ này, ở đây là cái sơ đồ này, và cái sơ đồ này nó tăng dần vậy ha. Và phía dưới sơ đồ này các bạn thấy là những cái icon này nè, đó là những cái video mà mình đã phát hàng ngày. Trung bình như vậy là mỗi ngày trong cái khoảng thời gian này là mỗi ngày một video, có ngày thì nó sẽ có 2 video, và nó sẽ phát đều như thế này. Các bạn kéo xuống dưới thì có tổng cộng là 88 video tải lên, 3 video phát trực tiếp và 78 video công chiếu trong 28 ngày ha. Và nó sẽ thống kê ra cho chúng ta là những video hàng đầu trong khoảng thời gian này. Thì các bạn thấy nè, trong khoảng 28 ngày thì nó sẽ liệt kê ra là có 10 cái video hàng đầu, cái lượt xem hàng đầu này, và nó liệt kê ra cái thời gian trung bình xem. Thì chúng ta dựa vào ở đây, chúng ta dựa vào cái chỗ này nè, chúng ta phải hiểu được cái lý do tại sao á, mà trong khoảng thời gian này là cái video này nó có nhiều lượt xem, đúng không? Thì khi mà chúng ta biết được cái 10 cái video này là có lượt xem nhiều, có thời gian xem nhiều, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tập trung vào đó để chúng ta tối ưu tiếp tục, và chúng ta sẽ dẫn những video khác, dẫn dẫn cái người xem qua những video khác ha. Tiếp tục các bạn thấy nè, ở bên tab bên phải đó là thời gian thực, thì nó sẽ cập nhật cái số số người đăng ký trong cái thời gian thực. Hiện tại bây giờ cái kênh của mình là 1.720. Rồi trong 48 giờ qua thì nó có 1.126 lượt xem, trung bình một ngày khoảng 5-600 cái lượt xem. Rồi tiếp tục các bạn cứ bấm vào cái thời gian xem. Thời gian xem thì nó cũng có một cái sơ đồ cho chúng ta luôn các bạn ha. Rồi số người đăng ký cũng vậy luôn. Số người đăng ký á, thì các bạn thấy nè, mỗi lần mà có người đăng ký á, thì nó sẽ đi lên, có những người hủy đăng ký á, thì nó sẽ đi xuống, các bạn thấy không? Chắc chắn á, cái kênh của chúng ta sẽ có những người họ không thích, hay là họ họ một cái lý do gì đó họ sẽ hủy nha. Thì sẽ đo lường lại tất cả các cái lượt lượt sub và lượt hủy sub các bạn ha. Tuy nhiên thì các bạn thấy thì cái số lượt đăng ký nó vẫn cao hơn so với bình thường.
Đó là cái tab thứ nhất về cái tổng quan này ha. Tổng quan đây thì chỉ cần dựa vào cái tab tổng quan này thôi á, thì chúng ta cũng đã có các cái chiến lược khác nhau để phát triển cho cái kênh của mình rồi các bạn ha. Rồi tiếp tục cái tab thứ hai, phạm vi tiếp cận. Ở cái tab phạm vi tiếp cận này thì các bạn thấy nè, nó có bốn cái thông số chính nè ha. Lượt hiển thị thu nhỏ. Lượt hiển thị thu nhỏ có nghĩa là cái hình thumbnail của chúng ta, cái hình đại diện video của chúng ta. À, thì trong 28 ngày vừa qua thì cái lượt hiển thị nó có tới là 100.000 lượt hiển thị các bạn ha, tăng 49%. Đó, thì các bạn sẽ kéo xuống nè. Kéo xuống dưới này, kéo xuống dưới này, các bạn thấy là ở bên này nè, số lượt hiển thị và cách chỉ số này đã tạo thời gian xem nè. Đó. Cái lượt hiển thị nè là 100.000 đúng không? Là từ 27,7% từ YouTube đề xuất. À, còn lại là cái gì? Các bạn rê vào cái chữ Y nè. Đó. 27,7% là YouTube đề xuất, còn lại là 72,3% người khác tìm kiếm nội dung của chúng ta. Thì nó sẽ đi theo cái dạng hình phễu này các bạn ha. Đó, có ví dụ như nếu mà một lượt hiển thị hình thu nhỏ này là 100.000 đúng không, thì cái tỷ lệ nhấp vào đây nó khoảng 6,4%, cái tỷ lệ nhấp vào cái hình thu nhỏ. Thì có thể là chúng ta dựa vào cái tỷ lệ này, chúng ta sẽ tối ưu cái hình thu nhỏ của chúng ta. À, chúng ta sẽ tối ưu về cái bố cục hình ảnh, về cái nội dung, về tiêu đề, về màu sắc để chúng ta tăng cái tỷ lệ nhấp này lên. À, có thể là YouTube nó đề xuất nhiều, tuy nhiên cái tỷ lệ nhấp nó ít hoặc là tỷ lệ nhấp nó cao vậy ha. Đó, thì số lượt xem nè, từ cái tỷ lệ nhấp này thì cái số lượt xem từ cái hình hiển thị này á là 6,4 ngàn. À, và cái số lượt trung bình đó là 3 phút. À, vậy thì cái số lượt thời gian xem từ cái số lượt hiển thị á là nó tới là 336 phút vậy ha. Rồi, tiếp tục cái tab loại nguồn lưu lượng truy cập. Cái loại nguồn lưu lượng truy cập này rất là quan trọng cho chúng ta biết được đó là cái kênh YouTube của chúng ta được xem từ các cái nguồn nào. Ví dụ như các bạn thấy nè, ở đây cái tìm kiếm trên YouTube đó, thì nó chiếm tới là 52,5%. À, chứng tỏ là trong quá trình chúng ta tối ưu đó, chúng ta sẽ tối ưu các cái từ khóa, cái người tìm kiếm họ tìm kiếm bằng cái từ khóa ha, thì cái nó sẽ xuất hiện cái video của chúng ta. À, bên ngoài thì chỉ có 10,9%, các trang của kênh là 8,4%, video đề xuất. À, các bạn để ý nè, video đề xuất là 8,2%. Cái video đề xuất này trung bình thì nó khoảng 10% là ok vậy ha. 8,2% thì cũng đạt thôi, cũng chưa cao lắm. Trực tiếp hoặc không xác định là 7,4%, khác là 15%. Các bạn có thể bấm vào xem thêm. Bấm vào cái tab xem thêm này nè, và chúng ta có thể xem thêm nhiều nội dung nữa. Đây. Cái là chúng ta xem chi tiết các bạn ha. Đó. Xem chi tiết. À, chúng ta phải học cách đọc các cái thông số này. Rồi các bạn thấy nè, lưu lượng truy cập bên ngoài nè. À, truy cập bên ngoài ở trên này các bạn thấy nè. À, bên ngoài là 10,9% đúng không? À, thì tiếp tục ở dưới này nó đề xuất là bên ngoài là gồm những kênh nào. À, thứ nhất là Google Search là chiếm 33,3%. Thứ hai là Facebook. Thứ ba là cái website của Vinmarketing, là website của mình các bạn ha. À, thứ tư là Zalo. Thứ sáu là YouTube. Đó. Còn cái lưu lượng truy cập video đề xuất ở trên trên này các bạn thấy video đề xuất là 8,2% đúng không? Thì video đề xuất là nó bao gồm các cái video này. À, các video này các bạn. Rồi cái video đề xuất này á, chúng ta muốn xem bao nhiêu cái video đề xuất á, thì chúng ta sẽ bấm vào xem thêm này các bạn ha. Thì video đề xuất có thể là video của chúng ta hoặc là video của một người khác, họ sẽ đề xuất cái video của chúng ta. À, rồi tiếp tục các bạn thấy là ở đây nó có thêm một cái nguồn lưu lượng truy cập là tìm kiếm trên YouTube. À, tìm kiếm trên YouTube có thấy không? À, thì ở trên này các bạn thấy là nó tìm kiếm YouTube của chúng ta chiếm 52,7%. À, thì chúng ta biết được đó là khi mà người ta tìm kiếm trên YouTube đó, thì người ta sẽ tìm kiếm các cái từ khóa nào. À, thì các bạn thấy ở đây nè, có các cái từ khóa như thế này. Đó, chúng ta cũng bấm vào xem thêm để chúng ta biết được đó là các cái nguồn lưu lượng truy cập tìm kiếm ha. Rồi, nguồn lưu lượng truy cập là danh sách phát. Đó, danh sách phát nè. Các bạn thấy không? Có những cái danh sách phát nó giúp cho cái video của chúng ta nó có nhiều lượt xem. Đó, ở đây có video khóa 909 nè, rồi thiết lập quản trị upload ha. Đó, thì đây là cái tab thứ hai, phạm vi tiếp cận. Rồi, ở đây các bạn có thể là thấy nè, cái tỷ lệ nhấp của lượt hình thu nhỏ này, cái số lượt xem nè, đó, cái số lượt xem duy nhất nè. Rồi đến lượt tab thứ ba, mức độ tương tác.
mức độ tương tác ha. Mức độ tương tác ấy, thì cái này rất là quan trọng, cái này rất là quan trọng các bạn ha. Rồi các bạn kéo xuống dưới nè, các bạn thấy nè, nó có mức độ tương tác là có đoạn mở đầu nè, khoảnh khắc nổi bật nè, mốc tăng đột biến nè, mốc tăng sụt giảm nè. Trong một cái video của chúng ta, YouTube sẽ ghi lại cái hành vi của người xem là cái đoạn mở đầu. Ví dụ như các bạn thấy nè, cái video này ha là có cái đoạn mở đầu nè, là đoạn mở đầu là cái đoạn này, YouTube nó ghi nhận lại rồi cái khoảnh khắc nổi bật nè, đó khoảnh khắc nổi bật nè, thì YouTube cũng ghi lại cái khoảnh khắc nổi bật như thế này đó. Ví dụ như cái video này cái khoảnh khắc nổi bật là dài nguyên một cái clip luôn, thì nó rất là tốt các bạn ha. Hoặc là mốc tăng đột biến nè, mốc tăng đột biến, thì các bạn thấy nè, tự nhiên cái tới cái chỗ này cái nó có cái mốc tăng đột biến là này, có nghĩa là tới chỗ này á có nhiều lượt xem, người ta xem đi xem lại, xem đi xem lại cái chỗ này rất là nhiều ha. Rồi ví dụ cái mốc sụt giảm nè, đó tự xem tới chỗ này cái sụt giảm. Vậy thì thông qua các cái thông số này thì chúng ta sẽ biết được là lý do tại sao nó là sụt giảm, lý do tại sao nó đột biến ha, lý do tại sao nó nổi bật. Rồi để chúng ta điều chỉnh các cái video của chúng ta ha, không phải là video nào làm ra thì nó cũng đúng, chúng ta nhờ đọc các cái thông số này chúng ta phải mới mới điều chỉnh lại. Và cái tab tiếp theo là đối tượng người xem. Đối tượng người xem thì ở đây là họ sẽ lọc ra là cái người xem cũ là bao nhiêu, là người xem duy nhất, rồi số người đăng ký ha. Và cái quan trọng là những video thu hút khán giả nè, rồi cái quan trọng là thời điểm khán giả xem YouTube của chúng ta. Chúng ta dựa vào đây nè, chúng ta biết được đó là khán giả xem YouTube của chúng ta trong cái thời gian nào nhiều nhất ha. Đó, trong cái tab đầu tổng quan là có ghi lại rồi. Và quan trọng nữa là thông báo theo chuông người đăng ký. Các bạn thấy ở đây là tất cả thông báo từ kênh có 99% thôi. Cái thời gian xem từ người đăng ký nè, người chưa đăng ký thì cái tỷ lệ xem là chiếm 86,7%, đã đăng ký thì cái chiếm 13,3% các bạn ha. Thì từ đó chúng ta biết được đó là những người đã đăng ký họ ít xem hơn những người chưa đăng ký. Rồi cái về độ tuổi giới tính nè, nó thấy cái kênh của mình là thì có cả nam và nữ đều xem, tuy nhiên là nam là chiếm tới 76,7%, nữ là 23,3%. Có những kênh đó là thuần nam, có những kênh là thuần nữ, tuy nhiên cái kênh này là cả nam và cả nữ xem rồi ha. Cái quan trọng cái hay ở đây là cái độ tuổi các bạn 18, 24 và từ 35, 25, 25 đến 34 tuổi người ta xem đó, thì đó là cái tab đối tượng người xem. Thông qua các cái thông số trên này nè, thì một cái mỗi lần mà chúng ta đọc như vậy thì chúng ta sẽ có các cái chiến lược để mà chúng ta phát triển trên cái kênh YouTube của chúng ta, phát triển cái video của chúng ta nó thích hợp với lại cái người dùng, thích hợp với khán giả hơn. Ok, nếu các bạn thấy video này hay nhớ bấm like và share cho nhiều người biết thôi. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Nếu các bạn có một cái câu hỏi nào thắc mắc về quá trình mà tối ưu và xây dựng cái kênh YouTube, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ chia sẻ với những gì mình biết được và mình đã trải nghiệm. Ok, mình sẽ kết thúc cái video này thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.